Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tại thành phố Hải Dương, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành văn bản hướng dẫn việc tổ chức phân luồng giao thông đối với các phương tiện vận tải hành khách qua địa bàn thành phố. Hướng dẫn này có hiệu lực đến khi có thông báo mới. Các xe khách liên tỉnh, xe hợp đồng, xe du lịch, taxi chỉ được lưu thông và không được dừng đón trả khách trên một số tuyến đường. Các trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, xe chở bệnh nhân, người hết thời gian cách ly, xe đưa đón công nhân và chuyên gia của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Dương được chở không quá 50% số ghế trên xe và không quá 20 người trên một chuyến xe. Trước đó, ngày 14 tháng 8, tỉnh Hải Dương cũng đã tạm dừng hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và vận tải khách bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hải Dương. Các vi phạm về xe chở quá tải trên tuyến quốc lộ 5 đã giảm sâu khi các cơ quan chức năng đưa vào hoạt động hệ thống cân kiểm tra tải trọng xe điện tử tự động hiện đại nhất Việt Nam. Bộ cân kiểm tra tải trọng xe tự động lắp đặt tại km 78 830 quốc lộ 5 chiều Hải Phòng, Hà Nội do tổ chức JICA tài trợ đã được đưa vào hoạt động thí điểm kể từ 0 giờ ngày 15 tháng 8. Đây được xem là hệ thống cân tải trọng xe hiện đại nhất Việt Nam, hình thành trên sự kết hợp giữa công nghệ cân trọng tải của Nhật Bản và phần mềm tính toán của Tổng cục Đường bộ. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, 14 ngày đầu tháng 8, tỷ lệ xe vi phạm qua trạm chiếm khoảng 6,4%, nhưng 3 ngày đầu được cân tải trọng tự động vào hoạt động, tỷ lệ này đã giảm xuống còn 0,3% và không có xe vi phạm mức từ 30% trở lên. Thưa quý vị, chỉ sau một tuần mở bán, 3 dự án thành phần của cao tốc Bắc Nam chuyển từ đầu tư PPP sang đầu tư công đã có tới 120 nhà thầu mua hồ sơ mời thầu. Theo thống kê của Ban Quản lý Dự án, đến nay dự án Mai Sơn Quốc lộ 45 đã bán được 113 bộ hồ sơ cho 43 nhà thầu, dự án Phan Thiết Dầu Dây đã bán được 68 bộ hồ sơ cho 29 nhà thầu. Với dự án Vĩnh Hảo Phan Thiết, Ban Quản lý Dự án đã bán được 106 bộ hồ sơ cho 48 nhà thầu. Các dự án sẽ đóng thầu vào ngày 27 tháng 8. Theo Bộ Giao thông Vận tải, cuối tháng 9, một số gói thầu xây lắp của 3 dự án trên đã có mặt bằng, sẽ được khởi công xây dựng. Các gói thầu còn lại sẽ khởi công hết trong tháng 10 năm 2020.